Chào các bạn thân yêu, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8. Gia đình mình và các bạn tráng niên đi cắm trại ở New Hampshire, một cái trại cuối cùng của năm 2018. Cho nên mời các bạn cùng đón xem video clip của kỳ trại này nhé. Mỗi lần chúng tôi đi xa là ghé cái chỗ nghỉ ngơi này. Cái cảnh này hình như quen quen các bạn. Chỗ nghỉ ngơi rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Vậy hả? Mới tới hả? Dạ, yeah. Hello. Hello. Anh ba Bến Tre hả? Ba Bến Tre thôi. Có tiền không bà Hungry? Dạ. Có đồng nào không? Dạ. Đi quay Hungry. Dạ, hello Hungry. On my head. Begging. Wait, watch me do this. Hay hả Ni? Tại sao ngủ hoài vậy hả Ni? Mày nó ngó lơ nè, mày nó ngó lơ nè. Dồn đi xe là mệt vậy á. Ủa có nhiêu mà đi thôi hả? Còn nữa chứ, chưa tới, mình tới đây mình đợi. Các em bé tới đây rất là thích. Bởi vì ở trong đây rất là nhiều kẹo. Nhưng mà trong túi tụi nó không có đồng nào hết á. Rồi mấy con mua gì mua đi. Không mua đi ra, lẹ lên. Oh wait, we gotta buy something for free. Wait, we can mấy bé bữa nay hên ta, gặp dì Tho. Dì Tho trả tiền ra. Nói sao? Mấy con nói sao? Đây là anh Tấn mới tới. Đi lâu chưa? Mới tới tức thì. Mới tới đủ hát một bài hát. Chào các bạn, chúng tôi đã đến đây trước và đang chờ đợi các anh em khác đến.
để cùng đi đến chỗ cắm trại. Trong thời gian chờ đợi, ba em này tiêu khiển thời gian bằng cách bàn về nỗi buồn thầm kín của mấy ông chồng, là tóc của mấy ổng từng sợi xếp hàng ra đi khỏi đầu của mấy ổng. Thiệt là đau lòng. Bữa nay đau đầu gối sao chạy chậm vậy? 4 giờ 4 mấy phút em mới ra khỏi nơi đó mà. Tại sao 4 giờ 4 mấy phút mới ra? Hả? Em đi làm, ông chồng em tính phần ổng, ông tính phần em. Vậy hả? 4 giờ dạ. Mới ra về bãi đồ rồi. Tao chơi, tao nghĩ là mất cái mụn. Cái này làm phim gì tao trái rồi. Yeah. Chưa có đi tới đâu đó là bài ra ăn rồi. Việt Nam ra cái tình ăn. Giờ có đồ ăn. Chủ mua có lỗi mà. Mẹ ơi, hôm bữa đi còn không thấy. Không, trong quán nè. Trái cái cây đó bữa nay tao tới tao thấy nó buồn hồng buồn rầu luôn á. Dễ gì chó mà đủ trái. Mày thấy hả? I am Jiggly the Oh-Oh. I'm gonna stab you in the penis. Oh-Oh, yeah. Oh-Oh, yeah. Bây giờ chúng tôi đến chỗ trạm thu phí. Hồi mới qua Mỹ, chỗ này thu 25 sen, sau đó lên 50 sen và 75 sen. Hiện bây giờ là 1 đồng cho xe nhỏ. Nó lên từ 25 sen đến 1 đồng trong vòng 25 năm. Sau hơn 3 tiếng lái xe, cuối cùng anh em chúng tôi cũng đã đến trại. Bây giờ cỡ khoảng 7 giờ rưỡi, chúng tôi sẽ check in. Đây là cái office, văn phòng để lấy chìa khóa vô cổng và lấy campsite. Chào các bạn thân yêu, anh em chúng tôi đã vào trong chỗ cắm trại. Hiện bây giờ khoảng 8 giờ, anh em bắt đầu dựng lều và ăn tối chung với nhau và nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ cắm trại tại đây 3 ngày cuối tuần trong ngày lễ lao động của nước Mỹ.
Chúng tôi sẽ đi câu cá, bắt cua và bắt ốc. Mời các bạn tiếp tục đón xem video nhé. Các chúng sanh đã tới chỗ trại, bây giờ tối rồi, cỡ 8 giờ bắt đầu dựng lều lên. Đây là lều của anh Tấn Chị Ninh, nhưng mà mình kêu cái lều với thật sự là cái nhà đó, có phòng ngủ, phòng khách. Còn bên đây là của Cảnh Thảo, rất là tốc hành. Ngó qua ngó lại cái liều đã xong. Ups. Trời tối dăng liều cũng hơi khó. Khó thì khí xong. Cái liều này tạp quá. Giống như nhà có phòng ngủ phòng khách. Người lớn thì dăng lều, còn trẻ em thì nấu ăn. Sao rồi kìa tụi em? Các bạn à, no, mấy con, no, you guys don't play with the water, no. I did that thing. Ông muốn thử không? Mà tôi thử. Ông có nói xin lỗi mà tôi hả? Chớp anh Hùng là đi quay phim. Dạ đúng rồi. Thế nên kỳ trại này không có sợ đói, tự vì có đầu bếp chính này nè. Nước sôi nè. Nước sôi để bầu nước luộc nè. Anh ơi, nhưng mà hấp nước luôn. Nhưng mà hấp nước luôn. Anh bầu luộc chấm mắm anh Hùng à. Dạ, yeah, mắm gì vậy? Chấm nước tương. Mắm chân với thịt ba gọi nè. Ok, tối hôm nay là chúng tôi ăn bầu luộc. Bầu là trồng ở nhà. Yeah, ăn mắm chân. Thịt heo trồng ở nhà. Củ cải sao bấu. Mắm chân ở nhà luôn. Gà kho sả ớt. Gà kho sả ớt cũng ở nhà luôn. Gà kho gừng. Chị chưa hết mà có con gì nó vô rồi chị. Đâu đâu đâu. Không sao, không sao, mấy con nó ăn vô ngọt thôi. Chị bóc ra chị. Có mấy con đó nó ngọt, từ giờ bầu không nó lạc đó, lắm. Đó con. Không có sao đâu. Ồ, gà rồi đó. Ừ. Chị tưởng tiêu bên đây có chị văng qua chứ. Bên này nó có tiêu nè. Dạ. Rồi đá hồi nó cơm đổ hết. Chào chú. Mới xuống hả? Khỏe không? Khỏe khỏe. Khỏe đây không? Chị đi gặp lại cho ông mẹ nó gì đi. Sau khi chúng sanh dựng lều xong xuôi, bây giờ ăn. Nhưng mà đầu năm ai cũng hứa hẹn là nhất định không cho cơ thể tăng ký nữa. Nhưng mà cái bí quyết để không cho tăng ký nữa là như thế này. Cứ tiếp tục ăn, ăn, ăn. Đây là những món đồ ăn rất là đặc biệt trong bữa tối hôm nay. Wow, ngon quá. Có mắm, có gà kho, có bầu luộc, có rau luộc, có mắm chân. Quay chân chân là nghĩ đi học nghĩ thơm bên này, thơm bên này. Qua bên này là đứng bên đó tối quá. Ừ. Nói chung là tôi rất thích là cái trại này, rất là vui. Ngày mai sẽ đi bắt ốc.
Thôi tạm cái biệt các bạn ha, mình phải đi ăn. Mọi người đang bận rộn nghiên cứu về đồ ăn. Đợi nó mà đói muốn chết nên dù nó vẫn sử dụng được nghiên cứu nữa. Nói chung là đồ ăn rất là tuyệt hảo. Quá tuyệt hảo. Rất là ngon. Nó mấy người đó bình thường hết nhưng mà hết. Chào các bạn. Dọn đồ ra một bàn và các bạn đã dọn hết. Bây giờ ngồi hứng lửa. À, các bạn cái niên là có cái châm ngôn là phải giảm cân, không muốn cho tăng cân nữa. Nhưng mà thấy các bạn lúc nào cũng ăn hết, nhưng mà mình nghĩ rồi cũng có lý. Muốn đừng cho tăng cân, cứ ăn đến mức nào đó nó không có tăng nữa. Nó hết chỗ rồi, tăng nữa xịt mỡ. Mặc dầu hơi lạnh lạnh nhưng mà rất là ấm, ngồi vành vòng vòng bên lửa trại. Có thấy em smart không? Em smart là sao em? Em không kêu anh ảnh đem củi theo chiều nay, giờ này mình ngồi đây mình tận rung râu. Vậy hả? Buổi tối hôm nay trời hơi lạnh. Sau khi ăn tối xong, anh em chúng tôi ngồi quanh lửa trại để thưởng thức lửa trại một lát. Rồi anh em chúng tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ thức dậy và tiếp tục ngày thứ hai của trại kỳ này. Mời các bạn tiếp tục đón xem những cái video kế tiếp ngày mai và ngày mốt nhé.